GL500 2013 có thiết kế hoàn toàn mới ở phần đầu xe với dàn đèn trước được trang bị thêm dãy đèn LED chiếu sáng ban ngày. Lưới tản nhiệt được tách rời thành hai phần, phần trên với hai thanh ngang kết hợp với logo ngôi sao ba cánh, phần dưới kéo dài và mở rộng ra. Ngoài ra, chiếc GL500 2013 còn được trang bị thêm gói trang bị ngoại thất thể thao AMG, bao gồm cản trước và cản sau được mạ chrome, bật lên xuống cùng bộ mâm AMG 21 inch 5 chấu thể thao. GL500 Formatic sử dụng động cơ V8 dung tích 4.663 cc với công suất cực đại 435 mã lực tại 5.250 vòng một phút, mô minh xoắn cực đại 700 Nm tại 1.800 đến 3.500 vòng một phút. Về nội thất, xe được thiết kế sang trọng với trang bị ghế da màu kem cùng vô lăng 4 chấu bọc da, ốp gỗ cao cấp với cần số dạng treo nằm ngay phía sau không gian xe khá rộng rãi với chức năng mở rộng khoang hành lý, hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gập xuống hoàn toàn giúp tối đa hóa khả năng chứa đồ. Xe còn được trang bị hàng loạt những tính năng giải trí và an toàn khác. Tại thị trường Việt Nam, GL500 Formatic Blue Efficiency được Mercedes-Benz Việt Nam nhập khẩu và phân phối với mức giá 5 tỷ 391 triệu đồng. Tiếp nối thành công của dòng xe Kia Picanto tại thị trường Việt Nam, đầu tuần qua, Thaco Trường Hải đã tiếp tục giới thiệu ra thị trường phiên bản mới 2013 của mẫu xe này được trang bị những công nghệ hiện đại. Kia Picanto 2013 với hai phiên bản SXAT và SXMT được đánh giá cao hơn so với các thế hệ đàn anh. Picanto phiên bản mới có khá nhiều cải tiến, với cụm đèn pha lớn được thiết kế vuốt ngược, tích hợp thêm đèn LED khá phong cách. Ngoài ra, Picanto 2013 còn được trang bị hệ thống gương hầu chỉnh điện khá linh hoạt. Bộ mâm xe cũng được thay đổi bằng chất liệu hợp kim nhôm với kiểu dáng thể thao mạnh mẽ. Trong khi đó, điểm nhấn ở phía sau chính là cụm đèn hậu dạng LED, góp phần tô điểm cho phần đuôi xe thêm ấn tượng. Nội thất của Picanto mới được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như vô lăng hai dấu, tích hợp điều khiển âm thanh khá tiện lợi cho người lái. Đặc biệt, hệ thống âm thanh được gắn DVD tích hợp GPS và phần mềm hướng dẫn Việt Map. Picanto phiên bản mới trang bị động cơ DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.25 lít, phun xăng đa điểm, đi kèm với hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp. Ra mắt từ đầu năm 2007, Kia Picanto là một trong những mẫu xe nhỏ rất thành công của Thaco tại thị trường Việt Nam với doanh số bán xe trên 4.000 xe mỗi năm. Mẫu xe này cũng có đến 5 tùy chọn về màu sắc để khách hàng lựa chọn.